Ui giời. Này, trời thì mưa to thế này, cậu không đi vào trong nhà đứng đây làm cái gì? Cũng muốn vào trong nhà lắm nhưng mà con phải đứng đây đợi shipper đến. Này, cái anh shipper này buồn cười lắm nhá. Hẹn tớ 7 giờ sáng ở đây. Mà bây giờ có biết mấy giờ không? Hơn 8 giờ rồi, cứ tớ đứng đây hơn 1 tiếng rồi không thấy đâu ấy. Ui giời, làm ăn chậm chạp thế nhở. Quá là mất thời gian của tớ luôn ấy. Chết. Anh ơi, anh giao hàng cho em chậm thật đấy. Ôi đấy. Cẩn thận cẩn thận. Đâu hàng của em? Tí nữa thì đổ nó. Đây rồi, ai hàng cho em nhận hàng này? Đây của em. Lâu thật đấy anh ạ. Trời mưa trả lâu. Ôi con hổ. Ôi này, sao anh không đi quay cùng bọn em mà bây giờ anh lại đi giao hàng này? Hôm nay anh phải đi giao hàng kiếm thêm. Mưa mà bây giờ khách hàng đang đợi, phải đi giao nhanh chậm mất. Thôi bọn em cứ quay đi nhá. Anh đi ơi. Mưa quá. Trời mưa như này anh không đổ đi giao hàng không quay video cùng bọn mình thì bây giờ bọn mình phải làm nào? Kể ra anh cũng đổ khôn đi. Đi giao hàng lắm tiền lắm. Lại còn sướng. Chỉ việc ngồi lên xe Jin. Ôi, vừa lắm tiền lại vừa nhàn. Tưởng sướng lắm đấy. Trả sướng. Sướng lắm. Các em nghĩ có công việc nào vừa nhàn mà lại vừa kiếm ra tiền không? Đừng có mơ, đúng không các bạn? Nhưng mà em thấy anh vẫn sướng lắm. Đúng rồi, vẫn bảo anh sướng. Thế thì hôm nay anh sẽ tổ chức một cuộc thi, đó là cuộc thi giao hàng. Ai mà giao hàng mà được điểm cao nhất thì sẽ là người chiến thắng. Và người chiến thắng anh sẽ tặng cho 10 triệu đồng. Đã là thử thách thì phải khó khăn, mà để đi giao hàng được thì cần phải có phương tiện. Ở đây thì chúng mình đã chuẩn bị một cái ván trượt, một cái xe scooter và một cái xe đạp. Thôi, các em ơi, đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ chúng mình sẽ bốc thăm ai trúng xe nào sẽ được chọn xe đấy. Ôi, đây. Xe đạp, đây này. Xe đạp. Ui dồi, có bánh nhưng mà đây là xe của tớ. Tranh nhau để làm gì, đằng nào vẫn là của tớ. Ván trượt này em có biết đi đâu anh ơi. Ván trượt này. Ê à, hình con hổ ấy cũng đẹp đấy. Nhưng mà chưa đi bao giờ thì kiểu này em thua rồi anh Gấu Đỏ. Mày nghĩ là mày thua? Cho mày bi quan đấy, mày lạc quan lên. Anh tặng luôn cho mày thêm đôi giày trượt patin, đi cho nó thoải mái. Giày này à, 4 bánh còn chả đi được, rồi còn 8 bánh thế này. Đi kiểu gì đây? Anh ơi, sao cái chỗ này nó phải dán băng dính ở đây hả anh? Nope. Cái xe này nó hỏng rồi. Ui, anh vừa mới sửa xong, nó hơi lỏng lẻo tí thôi nhưng mà vẫn đi được, vẫn ngon lành ấy. Ôi ơi, anh ơi, có được không? Được, chắc chắn, yên tâm. Nhưng mà đi chỗ nào mà nhiều sỏi nhiều đá quá thì phải đi chậm thôi. Liệu có khi nào mà đang đi mà tự dưng nó lại rụng rời bánh nhà người đi một nơi và xe đi một nơi không anh? Anh không sợ nó rụng rời bánh, anh chỉ sợ nó bị rụng cái cổ đấy. Ui giời, các cậu cứ ở đấy mà nghiên cứu nhá, tớ đi đây. Rồi hợp lý quá, mình chọn được cái xe đạp này. Ai, ui, cái gì đây? Tuột xích. Ui dồi ôi, em cứ vội vội vàng vàng chưa gì đã đi rồi. Xong rồi anh ạ. Trời ơi, xong rồi, nhưng mà tay nhìn trông kìa. Kinh chết. Mà... Ui dồi. Con vừa bị tuột xích sờ vào cái xe kia để lắp xe cái đèn tì tì ấy. Sao bẩn này nhỉ. Thôi em đi tiếp đây. Mọi người... Ê, em đã biết là giao hàng gì chưa, ship hàng gì chưa mà em đi? Chưa. Thế mà vội vội vàng vàng, bây giờ bốc thăm để xem ai sẽ mua cái gì, ship hàng gì. Lại bốc thăm nữa thì để em bốc trước à. Ôi, đây. Đây. Ôi, còn em. Ôi. Cây cảnh phân bón hạt giống. Bim bim nước uống bánh và trứng. Ôi, anh ơi, sao mấy người này ít thế mà em nhiều thế? Kem đánh răng này, luộc đũa ấy, bát xà phòng. Anh ơi, nhà anh thiếu bát à, mà sao phải mua bát nữa anh? Giao hàng thì là ngẫu nhiên, có món hàng to cũng có món hàng nhỏ, bọn em bốc trúng cái nào thì phải giao hàng đấy chứ, đúng không? Nào, bây giờ 1, 2, 3 cuộc thi bắt đầu. Thôi em vào rưỡi mà. Ván trượt, giày trượt, dù gì hai cái vẫn hơn một cái. Không đi ván trượt thì ta có giày trượt ta đi. Tạm thời không đi giày trượt, treo vào đây. Cái đôi giày trượt này nặng thế.
Ôi kệ, cố cố. Cái gì? Vương Thi Nguyệt. Đi ra ngoài. Cái rể này vướng đi. Vừa khó đi cái ván trượt lại còn vướng cái rể nữa. Oh no. Thế này thì biết bao giờ cho đến chỗ để mua hàng đây. Ui. Chú. Ôi ở đây có rất nhiều cá các bạn ơi. Ôi, cá các chú này vừa mới câu được không ấy các bạn ạ? Nhiều cá. Ui. Ui, có con cá này to quá là cò á. Wow. Ui. Nhưng mà mình không thể nào quên nhiệm vụ của mình được, đó chính là phải đi nhanh hơn cò và con híp. Mình đi xe đạp như này kiểu gì chả thắng, kiểu gì chả nhất. Úi giời ơi. Không biết hai người kia đi đến địa điểm mua hàng chưa, nhưng mà cái ván trượt kia khó đi quá, bây giờ mình phải lên YouTube bỏ ít thời gian ra học mới được. Ui, giữ thăng bằng này, rồi một chân ở ngang. Sao hôm nay đường ở đây người ta làm cái gì mà đổ đầy xoải đá này, đi nào được nhỉ? Bây giờ mà mình quay lại đi đường đẹp này thì lâu lắm, mất tận thêm mấy cây số nữa. Mà như thế thì Hà Sam với quân híp thắng mình mất. Nope. Thôi được rồi, mình sẽ quyết định đi cái con đường này. Tại vì phía trước là cái chỗ bán cây rồi. Đúng rồi, mình sẽ quyết định vác xe. Hả? Đảm bảo cho mình bẩn một tí nhưng mà cái xe nó sạch, tí nữa mình về còn chở cây nữa. Ôi. Ấy, tập xong rồi các bạn ơi. Tưởng thế nào, đơn giản. Một chân đặt lên trên. Đấy. Rồi, một chân đặt lên. Ấy. Thế nào nhỉ? Đúng như ở trên YouTube mà. Đấy, đặt lên. Rõ ràng người ta bảo đặt lên. Đúng rồi, đặt lên. Đấy. Ui. Thế nào vẫn khó đi chứ nhở? Phải nhanh lên mới được. Không thì ui, 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 ui. Ui. Làm sao này? Ủa. Ủa. Ui. Sao xe bây giờ lại hỏng ở mức độ như này? Thế bây giờ làm nào? Rõ ràng anh Thu Đỏ bảo là xe này là không hỏng đâu, mà bây giờ hỏng như này thì làm nào giờ? Không được. Làm nào giờ nhỉ? Không có đi tạm đâu. Ôi. Chỗ này trơn. Ôi trời. Cái gì này? Thế mà ban nãy mình bảo với anh Gấu Đỏ là đi giao hàng sướng lắm. Hóa ra cũng vất vả hết các bạn ạ. Ui. Cái xe này của mình ấy, bây giờ tay lái nó quay vòng như này các bạn ơi. Tại vì là sao? Nó không có cái ốc để nó giữ lên. Nên là mình bây giờ mình muốn di chuyển đi sang bên này, nhưng mà cái tay lái của mình ấy nó lệch, nó sẽ di chuyển mình sang bên này các bạn ạ. Trời này còn đang mưa nữa. Đúng là đi giao hàng ấy không hề nhẹ nhàng và không hề là nhàn hạ thế nào cả. Thôi để như này cho chắc đi. Đi nhanh đi các bạn ơi. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Chết rồi, cái chân bị gửi bản hết dép rồi.
dồi ôi, không ra được các bạn ơi. Đạo dở rồi nhỉ. Ui, các bạn ơi, mỏi hết cả cổ rồi. À, bây giờ thử đeo cái giày này xem nó có hơn cái ván trượt này không. Biết đâu lại hơn, lại đi nhanh hơn. Ôi, ngầu đấy các bạn ơi. Để tạm đôi dép với cái ván trượt đây, đi xem nào. Ôi. Thế này đi kiểu gì các bạn ơi. Không đứng được rồi. Đi thế này à các bạn ơi. Cái này còn khó đi hơn cả ván trượt các bạn ơi. Đi sao mà hẳn. Mất thời gian quá. Ôi trời ơi, mình phải nhanh nhanh. Lạnh lắm. Mà không biết có con đỉa nào nhỉ. Đi lên. Không biết đi thẳng thế này có được không nhỉ? À, được á. Nhưng mà đi thế này vừa mệt lại còn vừa mỏi vừa lâu các bạn ơi. Đi thế này. Rồi. Đấy. Ấy, ui giời. Ngon rồi. Trời ơi, thế nào thế? Sao không đứng lên mà đi mà lại cứ phải đi bằng tay nữa đấy. Thế nào? Nó chắn đường tớ lên tuần vài bài nha. Đi. Ôi trời ơi. Đến chỗ mua quất rồi các bạn ơi. Ui. Nhưng mà nhiều xe quá mình không sang được. Đây. Đây rồi. Ui trời. Đến chỗ mua cây rồi. Mình mua gì nhỉ? Vác xe mệt quá mình rồi quên hết rồi. Đây rồi. Cây cảnh phân bón và hạt giống. Ấy. Ôi, tôi chết rồi. Cái đường này là đường vào trung tâm thương mại, nhưng mà bây giờ người ta đang làm đường, người ta sửa đường, người ta ngăn rồi các bạn ơi, ngăn như thế này. Ôi, các bạn ơi, mano canh và quần áo thời trang không? Tommy. Nhưng mà mano canh này không có mặt. Ôi, đây là cái áo các bạn. Cái áo vào đây là con trai mặc váy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình lại phải đi một vòng qua như thế này mới vào được trung tâm thương mại, lại mất thời gian hơn. Các bạn ơi, thôi bỏ quá. Không đứng được nữa rồi. Oh, no. Nó cứ đi trượt rồi. Mẹ con, chật vật với cái giày này từ nãy đến giờ mới đi được có tí. Thôi tháo đi cái ván kia lâu tí nhưng mà nó còn an toàn mới cả đi được các bạn ạ. Cái này không di chuyển được. Ui giời, ở đây nhiều cây cảnh đấy nhỉ. Ui mà các bạn ơi, đây nhìn này, cây quất nó bé tí như này mà ui giời bao nhiêu là quả ấy. Chín hết rồi. Cây này đẹp đấy. Nhưng mà nhiều cây quá, không biết chọn cây nào nhỉ. Ui bên này nữa này. Ui giời, đây các bạn biết quả gì đâu. Chín mọc luôn. Nhưng mà có chị trong kia bao giờ mình mua mình mới được ăn. Bên này nữa này, ui, nhất rất nhiều loại hoa luôn. Đẹp thế nhỉ. Nhìn vào đây, nhìn cây gì cũng muốn mua. Wow, ui, các bạn ơi,
ơi, đến trung tâm thương mại rồi. Ôi ơi, để xe như này được không bạn? Nope. Đấy, để nó gọn gàng như này, cả một cái ô này cho cái xe của mình luôn. Nhưng mà mình vẫn thấy nó sai sai ở đâu nhỉ? Cái chỗ này là cái chỗ để xe ô tô, mà cái xe của mình nó bé tí như thế này, để đây chiếm chỗ lắm. Mà người đi xe ô tô ấy, người ta không nhìn thấy được, nguy hiểm lắm. Đổi. Ai, dựa vào gốc cây cao là được rồi. Ui, các bạn ơi, các bạn có biết đây là cây gì không nhỉ? Nhìn giống rất là giống cây chuối, nhưng mà cây thân cây chuối nó đâu như thế này nhỉ? Không biết là mua cây chuối này liệu anh gấu đỏ có thích không? Hay là mua cái cây to này đi. Cây to này chắc chắn là anh gấu đỏ sẽ thích. Xe đạp mình không chở được. Có khi phải tìm cái cây nào bé bé thôi. Kem đánh răng này, lược này, đũa này, bát xà phòng. Ôi trời ơi các bạn ơi, đấy, tại sao hai người kia mang được ít đồ mà mình bốc thế nào mà ấy, bàn tay mình nó đỏ thế mà sao bốc được nhiều đồ thế nhở? Ui, bây giờ mình phải lọc ra này, kem đánh răng đã này. Kem đánh răng thì đây là, ui dồi, đây là hạt giống các bạn ơi. Đây là toàn hạt giống thôi, còn đây là ô. Không cần mua ô các bạn ạ. Ui, lại còn mũ bảo hiểm nữa. Bây giờ mình sẽ phân ra nha. Kem đánh răng mới lược thì chắc ở gần chỗ của nhau này. Đũa bát xà phòng mo hot rác thì chắc là cũng ở gần nhau rồi. Bây giờ mình phải tìm ra cái chỗ nào mà bán thật nhiều bát, bày thật nhiều bát. Bên này hay là bên này? Ai chả, có cái thang này nó cao này. Đứng từ đây chắc là quan sát được kỹ lắm nè. Cao quá các bạn ơi. Cao. Nhưng mà mình vẫn không quan sát được cái gì các bạn ạ. Ui. Trời ơi các bạn ơi, có nhìn thấy cái chỗ bát này đâu không? Ui. Không nhìn thấy ở đâu rồi các bạn ơi. Lại phải đi xuống ấy. Ôi rồi, dừng. Cuối cùng thì cũng đến Mixi rồi các bạn ơi. Bây giờ phải tìm chỗ nào để xe mới được. Xe của Hà Sam. Ôi, Hà Sam đi đến đây nhanh thế. Để xe ở đây đỡ mất. Thôi, đi vào mua đồ. Xem nào, giấy. Mua gì đây? Bim bim, nước uống, bánh và trứng. Ôi, các bạn ơi, đến khu bát đĩa rồi. Đấy nè. Ui, nhiều dã man luôn các bạn ơi. Bên này cũng có bát đĩa mà bên này cũng có luôn. Ui ôi, ở đây còn có cả cốc nữa nè. Đây là một cái bộ bát đĩa luôn. Có cả cốc này, cả thìa này, cả đĩa này, cả bát luôn nè. Nhưng mà cái này là dành cho trẻ em. Mà anh gấu đỏ lớn rồi, chắc là không dùng cái bộ này đâu. Ui, cái bộ này cũng xinh nè các bạn ơi. Này, anh gấu đỏ anh hay là dùng cái này làm bát có được không các bạn nhỉ? Đây là cái ca các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà nấu mì vào trong này thì cũng vẫn được. Rồi. Ui, có cái khay này đẹp lắm này các bạn ơi. Chắc là khay này để tương ớt. Ui, có cả đĩa Hello Kitty này các bạn ơi. Cái đĩa này là đĩa cơm đấy các bạn ơi. Ở đây là mình có thể đặt cơm này, rồi rau này, rồi nước chấm là riêng này. Đĩa Doraemon luôn. Ui, nhiều đĩa quá các bạn ơi. Nhưng mà anh gấu đỏ lại yêu cầu mình mua bát cơ các bạn ơi. Bát thì có những bát nào đẹp. Ui, ở đây có một chồng bát đẹp lắm các bạn ơi. Màu vàng này, màu đỏ, màu hồng này, màu xanh luôn. Màu đỏ chứng tỏ là đẹp dai. Anh gấu đỏ chắc chắn là sẽ thích cái bát màu đỏ. Mình sẽ chọn một cái bát màu đỏ. Ui, bát này đi các bạn ơi. Ui trời ơi. Ui, bên trong hoa văn đẹp lắm các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái bát này cho anh gấu đỏ. Nước mắm đây rồi các bạn ơi. Con rồi. Xem nào, lấy cái gì tiếp nào. Ơi, bim bim nước uống chứ không phải là nước mắm. Nhầm. Tìm từ nãy rồi chưa được món đồ nào các bạn ơi. Không biết ở đâu. Ui, bên này thì toàn dầu ăn thôi, bên này thì toàn nước mắm. Đi xuống dưới này xem. Cây trạng nguyên. Đúng rồi, cái cây này nó vừa có ý nghĩa này. Lá của nó cũng màu đỏ mà anh gấu đỏ
cũng có chữ đỏ luôn. Chắc chắn là anh gấu đỏ sẽ thích. Đúng rồi, mình sẽ quyết định mình mua cái này. Trời ơi, trời lại còn mưa nữa này. Ấy, ví dụ ấy các bạn ấy nhìn thấy đẹp không? Bền rồi, bạn ấy còn phân bón, lại vào mua phân bón. Ui, ui, này, cái bộ đũa này cũng đẹp này. Chốt bộ này luôn. Ui, bim bim đây rồi, tìm mãi mới thấy bim bim các bạn ơi. Wow, mình lấy vài gói bim bim à. Đây, rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp xem nào. Lấy cái gì nào. Bây giờ đi tìm nước uống với bánh với trứng. Cây cảnh này, phân bón, hạt giống. Ê, đủ rồi, đủ rồi. Tôi đi về, đi về. Nhanh không anh cố đổ nữa. Quên chưa giặt tiền. Xin chị cầm tiền cho em đấy. Ui, bên này thì toàn chổi các bạn ơi. Rồi nước rửa bồn cầu các thứ này này. Không có trứng ở đây. Hôm nay ta đi đẹp quá đúa uống. Hoa này, hạt giống này, phân bón. Bón. Ui trời ơi, phân bón đâu? Quên. Ui giời ơi. Ui trứng đây rồi. Nhưng mà không biết trứng gà hay trứng vịt hay trứng cút các bạn nhở. Không biết cỏ bị Hà Sam mua xong về giao cho anh gấu đỏ chưa nhở. Trứng thì lại trứng gì. Lấy đại trứng gà đi nhanh thì còn đi. Đồ thì xong hết rồi. Bây giờ còn mỗi mò hót thôi các bạn ơi. Mò hót ở đâu? Mò hót ở đâu? Ở đâu mò hót các bạn ơi? Mò hót. Ui. Này. Ôi con hiếp ơi, cậu vào đây từ lúc nào đấy? Ui tớ vào từ lâu rồi. Tớ còn mới bánh xong bên này. Này. Thế cậu có biết cái chỗ để mò hót ở đâu không? Tớ có. Ui, ở đâu? Còn lâu tớ mới nói. Nói để cậu mua để cậu về trước à? Dù tôi tớ đi đây. Ở đâu còn lâu mới nói. Ây dồi ui. Về gần nhà quên. Chị ơi, cho em xin túi phân bón. Ôi trời ơi, còn mưa to mà lúc này không đơn giản tí nào các bạn. Ôi rơi rồi. Mình để đấy không ổn, cho lên được sau. Chắc chắn rồi đấy. Nhanh về, mưa ướt hết. Chạy giường đi. Mưa ngâu nhưng mà trong lòng anh vẫn ấm áp. Oh yeah. Ai hốt đi mà. Trời mưa. Mình tin chắc là hôm nay mình sẽ giành chiến thắng. Con sẽ đạp này mình sẽ đi nhanh nhất. Không như Hà Sam. Nhìn đi các bạn ơi, về ra cho anh gấu đỏ. Ôi. Tôi chết rồi các bạn ơi. Vỡ hết trứng rồi. Oh no.
Tự nhiên anh nhặt được cái này ở đây. Lấy cái này xé ra các bạn ơi. Đấy. Cho vào. Lót. Đẹp đây. Đấy. Rồi, ngon rồi. Ôi. Đi tiếp. Ui giời, sao tự nhiên lại mưa to đây nhỉ? Ui, nhanh. Mình phải nhanh. Ui, ôi, mưa chả như thế nhỉ? Trời đang bình thường mà nó lại mưa ngay được. Rất là vất vả luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giữ cho những món hàng của mình ấy, nó sẽ được sạch sẽ và an toàn để trở về với anh cứu đỡ. Bẩn quá. Nhanh. Ui, sao bể nào ơi. Mấy cái góc này nó bị nhọn quá các bạn ơi. Nó rách hết cả túi bóng rồi, bên này cũng bị rách rồi. Hy vọng là về đến nhà nó không bị làm sao. Mình vừa đi mình lại vừa để ý nó. Phía trước nó lại còn có cả cái một bãi lình như thế này nữa cơ. Ui. Này thì hỏng hết rồi các bạn ơi. Cái này là cái bao này rách một cái bao đầy mà bây giờ chỉ còn có một tí thế này bao phân bón đúng không? Mưa to quá nên là đi sốc rơi. Thế mà em bảo là giao hàng ơi, sướng lắm, nhanh lắm. Rồi bây giờ anh sẽ chấm điểm cho em. Cầm một IQ. Chấm điểm luôn. Trời mưa. Nhanh nhất. Nhanh nhất. Đánh đá đây là Mr. Cò đây các bạn ơi. Nhanh nhẹn à. Nhanh nhẹn 10. Trên 10. Ui trời, đúng thái độ. Thái độ thì quá tuyệt vời. Cũng rất là nhiệt tình. Mười. Chất lượng sản phẩm cũng quá tuyệt vời luôn. Ba. Em giao hàng mà rơi mất một nửa như thế này rồi. Rồi cái túi hạt giống đâu rồi? Cái túi hạt giống. Em mua cái túi như thế này, bẩn như thế này. Trời mưa mà anh thì mưa. Thế bình thường mà anh đi giao hàng trời mưa anh vẫn phải đảm bảo cho khách hàng là gói hàng là phải an toàn, không bị mở, không bị rách như thế này. Rách như thế này là em phải đền đấy, biết chưa? Được mỗi cái cây này thôi, anh cho 3 điểm là còn may ấy. Rồi, cầm đấy. Rồi, 3 điểm. Anh có đỡ ơi, em giao hàng, anh có đỡ ơi. Ai già nhân viên giao hàng quyết hết rồi, thôi che cho tí này. Cảm ơn anh. Cầm giúp ô cho anh. Ủa anh ơi, bên này em đi mưa lắm anh ạ, đầu em tóc em ướt hết rồi đây này anh ơi, vất vả lắm anh ơi. Mà cái xe của anh ấy anh đưa cho em ấy là ấy, em phải sửa đi sửa lại mấy lần đấy mà. Đây này anh nhìn này đấy, nó như thế này vất vả lắm anh ạ. Công việc nào không vất vả em, có vất vả thì mới có tiền đúng không? Đúng. Mà để xem là túi hàng của Hà Sam nào. Đây anh ơi, thế này là không ổn rồi. Thế này là rách rồi. Anh ơi, anh đi đường ấy nó gặp nhiều tai nạn lắm nên là nó rách, nhưng mà em vẫn đảm bảo cho anh là các món hàng ở bên trong là nó được an toàn. Đây giấy đây anh ơi. Rồi, trong giấy có những món gì anh sao nào? Đây anh ạ. Đầu tiên là kem đánh răng anh ạ. Kem đánh răng, có rồi, kem đánh răng. Tiếp theo. Thứ hai là lược. Lược. Có lược. Rồi, cái thứ ba là đũa. Có đũa. Rồi, anh lại để vào cũng được. Cái đũa này rất đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp theo. Cái thứ tư là bát. Bát đâu rồi? Ui. Đây này em phải để túi ni lông đẹp đẹp một tí. Bát, có bát, bát rất đẹp luôn. Xà phòng. Xà phòng, có xà phòng. Rồi, mò hot rác. Mò hot rác. Còn gì nữa không? Không, hết đủ rồi. Hết rồi. Của Hà Sam thì đồ tương đối đủ và sạch sẽ các bạn ạ, không bẩn tí nào. Túi thì bị rách thôi. Nhưng mà đồ bên trong là còn nguyên. Thái độ thì cũng nhiệt tình đấy. Nào cầm để anh chấm điểm nhé. Chấm điểm. Đây của Hà Sam đây. Ủa xinh thế anh ơi. Cho che anh khỏi ướt của ướt cái phiếu này của anh. Rồi phiếu đánh giá độ nhanh nhẹn. Thua cò nên em chỉ được 8 điểm thôi. Ui. Thái độ
Em nở 10. Rồi. Chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm thì nhẽ ra là anh cho em 10. Nhưng mà vì cái túi của em bị rách rồi, thôi anh trừ đi 2 điểm, em chỉ còn 8 điểm thôi. Dù sao đi nữa, không có một lý do gì để giải thích hết. Bắt buộc là gói hàng của mình lúc nào cũng phải đóng kỹ, cẩn thận, chứ không không được để rách như thế, đúng không các bạn? Con đi về, con đi về. Hàng của anh, đây. Cầm đây. Sao lại cứ dúi dúi vào người ta thế? Hết cả người mai mới về đến nhà. Cho cái bán trượt này. Đi, chả biết đừng đi. Còn cái đôi giày nữa, vứt. Làm mất đôi giày của anh à? Cái phương tiện đi giao hàng mà làm mất rồi các bạn ạ. À. Rồi, của em đồ em có những cái gì nào? Đây, xem nào. Đây nào mà biết rồi. Đây. Đọc cho anh để anh còn ra đọc nữa. Bim bim. Bim bim có bim bim. Nước uống. Cái gì? Nước uống. Nước uống đây à? Đúng rồi. Nước uống. Rồi cái gì nữa? Bánh. Úi dồi ôi. Mày mua cho anh tận hẳn hai cái bánh mì như thế này. Thì ăn bao giờ cho hết nhỉ các bạn ơi. Cái gì nữa? Trứng. Trứng. Dồi ôi các bạn ơi. Trứng của quân đêm này các bạn ơi, bọc rất kỹ. Mình chưa thấy ai mà đi giao hàng mà bọc kỹ như này. Đây là cái gì đây? Đây là xốp. Cái này chống sốc anh ạ, à, chống vỡ. Bọc kỹ mà thế nào mà vẫn bị vỡ trứng như này? Đây là một quả vỡ tan thành cành, còn không biết những quả này có bị nứt được không. Mấy quả này nứt hết rồi. Ui. Chống điểm đi anh ơi. Nhanh đi anh ơi. Mưa quá. Em có thấy đi giao hàng trướng chưa? Không, thôi xuống. Này bẩn quá các bạn ơi, túi này thì bẩn hết rồi này, rồi rách rồi này. Úi giời. Thôi này, nào, phiếu đánh giá. Độ nhanh nhẹn của con nít thì em thua Cò với lại thua Hà Sam. Thì cái này của em chỉ được có 6 điểm thôi. Úi. Thái độ. Thái độ 10. Thái độ này là thái độ này mà gọi là 10 à các bạn ơi. Thái độ này chỉ có 3 điểm thôi. Lúc nào là cũng phải niềm nở với khách hàng. Rồi, chất lượng sản phẩm. Chứ là sản phẩm thì cái túi bị rách mà trứng thì vỡ. Cái này anh cũng chỉ cho 3 điểm thôi. Thế thôi. Kết thúc buổi giao hàng, bọn em thấy thế nào? Ừ anh ơi, đúng là anh nghề nào cũng vất vả anh ạ. Mà đặc biệt nghề giao hàng lại càng vất vả hơn. Bởi vì nắng mưa, sáng trưa, chiều tối là người ta phải đi giao hàng đến tận nơi. Lúc nào cũng phải có mặt đúng giờ luôn anh ạ. Cò thấy thế nào? Em thấy vất vả lắm chứ không như em nghĩ đâu. Quân ít thấy thế nào? Ui, em chưa anh ơi. Thế mà ai cũng bảo là giao hàng sướng lắm. Rồi bây giờ xem được bao nhiêu điểm, tổng điểm của Hà Tam. Của em là 8, 2, 16, 16 cộng mấy 10 là 26 điểm anh ạ. 26 điểm nhìn tới đây, 10, 10. Ô, thế thì có 23 điểm. 6, 3, 9, 12. 12 điểm. Như vậy là anh thấy Hà Sam được điểm cao nhất. Là Hà Sam rất hợp với lại nghề shipper ấy. Vâng. Từ mai trở thành người shipper nha. Ngày hôm nay thì các thành viên trong team của mình đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị các bạn ạ. Các em thấy chưa? Nghề nào thì cũng là nghề đáng quý, miễn là nghề đó là nghề chân chính, đúng không? Đúng rồi. Và trời thì đang mưa rồi. Video của chúng mình sẽ kết thúc tại đây nha. Bye bye các bạn. Bye bye, bye.